Làm quen với chữ cái cùng olmer.vn. Trong video này, cô con mình sẽ cùng làm quen nhóm chữ cái O, O, Ơ. O. O tròn như quả trứng gà. O. Gà trống gáy. Ò ó o o. O. Con thỏ. O. Con bò. O. Chữ O được viết bởi một nét cong tròn khép kín. O. O thêm mũ thành ô. 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 Ô tô. Ô. Cây ngô. Ô. Con hổ. Ô. Chữ ô được viết bởi một nét cong tròn khép kín, một nét xiên trái và một nét xiên phải. Ô. Ơ. Ơ. Lá cờ. Ơ. Quả mơ. Ơ. Quyển vở. Ơ. Chữ ơ được viết bởi một nét cong tròn khép kín và một nét móc nhỏ phía trên. Ơ. Bây giờ chúng mình cùng ôn lại nào. Con bò. O. O. Ô tô. Ô. Ô. Lá cờ. Ơ. Ơ. Vậy là trong giờ học hôm nay các con đã được học nhóm chữ cái O, O, Ơ. Cô chúc các con sẽ học thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo.